Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập số 194 của bộ truyện Hắc Tây Du nha mọi người. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và share video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 194. Tần Mục nhìn thấy được chữ trên tấm bia đá, suy nghĩ có chút ảm đạm. Mộ của Lăng Thiên Tôn? Lăng Thiên Tôn đã chết rồi sao? Ánh mắt của hắn có chút mê man và không hiểu. Theo hắn thấy, cho dù Thiên Đế chết, Lăng Thiên Tôn cũng sẽ không chết. Nhưng ở đây lại xuất hiện một mộ của Lăng Thiên Tôn. Hắn bước nhanh đi tới tấm bia đá, đang muốn quan sát, đột nhiên hắn giật mình. Sau tấm bia đá là một chiếc quan tài đơn giản bằng đá. Quan tài bằng đá đặt ở nơi đó, mà phía sau cái mộ là có một tấm bia đá nữa. Sau tấm bia đá cũng có một quan tài bằng đá. Ánh mắt hắn dần dần quan sát nhìn xa hơn. Hắn nhìn thấy được rất nhiều tấm bia đá và quan tài bằng đá, số lượng rất nhiều, vô số, trải khắp thiên đình Ngọc Kinh Thành cổ xưa này. Tần Mục phóng tầm mắt nhìn lại, khắp Ngọc Kinh Thành là vô số quan tài bằng đá và bia mộ, không có kiến trúc gì khác. Trên tất cả tấm bia đá đều viết dòng chữ tương tự: mộ của Lăng Thiên Tôn. Phía sau hắn, Yến Khấp Linh, Mộ Thu Bạch, Thiên Long Vương cùng với Ngự Thiên Tôn Thiên Đình bước nhanh tới, ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy. Ở đây có quá nhiều mộ của Lăng Thiên Tôn, nhiều tới mức khiến người ta giận sôi gan. Những quan tài nhiều như vậy, lẽ nào mỗi quan tài đều có chôn vùi một vị Lăng Thiên Tôn? Những quan tài hơn phân nửa là giả, Lăng Thiên Tôn thực sự chắc hẳn đã được an táng ở Lăng Tiêu Điện. Mộ Thu Bạch đột nhiên nói: Lăng Thiên Tôn là một trong 9 Thiên Tôn, nàng có tư cách được chôn ở bên trong Lăng Tiêu Điện. Thiên Long Vương bước lên một bước, trực tiếp chạy về phía nơi đó. Yến Khấp Linh và Mộ Thu Bạch vội vàng đuổi theo. Tinh Ngạn và vị Ngự Thiên Tôn kia cũng tự mình rời đi. Ở đây chỉ còn lại có Tần Mục, bên cạnh có Long Kỳ Lân, đầu vai có Yên Nhi, đã biến thành thanh tước. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hắn lấy ra một nén hương đốt, lặng lẽ cắm ở trước bia mộ. Sau một lúc lâu, hắn đi tới tấm bia sau, hai tay nắm lấy nắp quan tài bằng đá, mở quan tài bằng đá ra. Trong quan tài không có thi thể, chỉ có nước trong. Tần Mục giật mình đóng quan tài bằng đá lại. Hắn lại đi tới một quan tài bằng đá khác, mở nắp quan tài ra. Trong quan tài bằng đá này cũng là một ít nước. Từng chiếc quan tài bằng đá được mở ra, hắn nhìn thấy được đều là nước, không có Lăng Thiên Tôn. Tần Mục cố chấp mở từng cái quan tài bằng đá, nhưng trước sau đều là nước. Trong Lăng Bảo Điện truyền đến chấn động kịch liệt, âm thanh của Thiên Long Vương rất lớn, lạnh lùng nói: Bảo tàng của Lăng Thiên Tôn, đừng có ai mơ tưởng, bảo tàng này là thuộc về Địa Mẫu Nguyên Quân. Long Kỳ Lân từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy Thiên Long Vương hóa thành một con rồng già, thân thể to lớn, quay quanh ở bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện. Thân thể rồng bao quanh toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện, những bán thần dưới quyền đứng ở trên người hắn, cùng tranh chấp với thị nữ bên người Yến Khấp Linh. Những thị nữ kia không ngờ có tu vi thực lực vô cùng mạnh mẽ, ngăn cản Thiên Long Vương. Mà ở trong điện, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng quay lại nhanh như tia chớp, đó lại là Ngự Thiên Tôn, Yến Khấp Linh, Tinh Ngạn và Mộ Thu Bạch đang chém giết, tranh đoạt bảo tàng của Lăng Thiên Tôn. Giáo chủ, Long Kỳ Lân nhỏ giọng nói, chúng ta không qua đó sao? Bọn họ hình như đang có phát hiện gì đó. Tần Mục lại chuyển tấm bia đá. Trong quan tài bằng đá vẫn là một vũng nước rất trong. Hắn suy nghĩ xuất thần. Trong Ngọc Kinh Thành có vô số quan tài bằng đá của Lăng Thiên Tôn. Số lượng những quan tài bằng đá này thực sự là quá nhiều. Nếu kiểm tra từng cái một, chỉ sợ không biết phải kiểm tra tới năm nào, tháng nào. Đám người Tinh Ngạn, Yến Khấp Đình lựa chọn trực tiếp đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Quả thực là sự lựa chọn tốt nhất. Lăng Thiên Tôn làm Thiên Tôn có địa vị vô cùng cao, nàng được chôn ở nơi đó cũng là chuyện đương nhiên. Mà hơn phân nửa quan tài trong Ngọc Kinh Thành này đều là giả. Chúng ta có lẽ cũng có thể đi tới Lăng Tiêu Điện thử xem, có thể nàng thực sự chôn ở đó. Tần Mục đứng thẳng. Lúc này hắn nghe được tiếng gõ keng keng. Tần Mục giật mình, tiếng gõ này cũng không phải là thần thông, giống như là tiếng gõ vào núi đá. Trong Lăng Tiêu Điện, mọi người vẫn còn tiếp tục tranh đấu. Tần Mục lại đi theo âm thanh này. Sau một lúc lâu, hắn đi tới bên ngoài Ngọc Kinh Thành.
hắn lại thấy một lão già tóc trắng đang phá thiên đình cung điện này, lấy đá xuống, sử dụng rìu đục đá làm từng chiếc quan tài bằng đá. Tần Mục đi tới phía sau lưng lão già, lặng lẽ nhìn kỹ, chỉ thấy tay chân của lão già này rất nhanh. Không lâu sau, hắn đã tạo thành một cái quan tài bằng đá. Sau đó hắn lại ở nơi đó đục bia. Trên tấm bia đá có khắc hàng chữ: mộ của Lăng Thiên Tôn. Lão nhân kia hình như không có nhận ra hắn đi đến, vẫn yên lặng làm việc của mình. Bên cạnh hắn có rất nhiều quan tài bằng đá và tấm bia đá. Qua một lúc lâu, lão nhân kia tạm nghỉ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói: là Mục Thiên Tôn sao? Tần Mục nhìn thấy được ánh mắt của hắn hoàn toàn là màu trắng, không có con người. Hắn là một người mù. Trưởng lão sao lại biết ta? Tần Mục hỏi. Tần Thiên Tôn đã tới đây đại khái là hơn 30.000 năm trước. Thời gian đã quá lâu rồi, ta không có nhớ nữa. Lão nhân kia buông rìu xuống, nói: Tần Thiên Tôn tới bái lễ một hồi, sau đó liền đi. Lăng Thiên Tôn bảo ta bố trí cái ngôi mộ này, chỉ có hai người có khả năng tiến tới. Bọn họ chính là Tần Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn. Hai vị Thiên Tôn này có thể dựa vào Thiên Tôn lệnh của bọn họ tiến vào nơi này. Tần Thiên Tôn đã tới, như vậy ngươi chỉ có thể là Mục Thiên Tôn. Tuy nhiên ngươi còn mang đến ít khách không mời mà tới nữa. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nói: trưởng lão, Lăng Thiên Tôn là chết thật rồi sao? Lão già mù này nói: chết nhưng còn sống. Thời điểm nàng đang hoàn thành thần thông vật chất không đổi thì đã chết, nhưng lại thu được sống mãi. Tần Mục giật mình kinh sợ. Lão mù này đứng dậy nói: Tần Thiên Tôn đã đi tới nơi an táng, phúng viếng nàng. Nếu Mục Thiên Tôn cũng tới, vậy đi tới đó đi. Hắn dùng sợi dây xích kéo từng chiếc quan tài bằng đá đi về phía trước. Tần Mục đi theo sau lưng hắn, lại thấy lão nhân này đi về phía thiên hạ. Cũng không có lâu lắm, bọn họ đi tới thiên hạ. Lão nhân buông quan tài bằng đá, nói: nàng sắp tới rồi. Tần Mục đứng ở bờ sông, thiên hạ nổi gợn sóng lấp lánh. Không lâu sau, một nữ tử từ trên thiên hạ bay tới. Đột nhiên trái tim Tần Mục không hiểu sao khẽ thắt lại, rất đau lòng. Nữ tử ở trên mặt sông bay tới, nàng mặc váy da báo, giày rơm, trên đầu cài một cây châm gài tóc bằng gỗ đào. Đó chính là Lăng Thiên Tôn, nhưng nàng đã không còn khí tức nữa. Sư Tôn, hồn trở về đây, đệ tử tới an táng người. Lão nhân mù này xuống nước ngăn cản thi thể của Lăng Thiên Tôn. Tần Mục cũng nhảy đến trong thiên hạ, cùng hắn đưa thi thể của Lăng Thiên Tôn lên bờ. Bọn họ đặt thi thể của Lăng Thiên Tôn trong quan tài bằng đá. Sau một lúc lâu, Lăng Thiên Tôn hóa thành một vũng nước trong. Tần Mục giật mình. Lão nhân mù này hình như không nhìn thấy được điều này, đậy nắp quan tài bằng đá, tiếp tục ngồi ở trên bờ thiên hà chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, trên mặt sông lại có một vị Lăng Thiên Tôn mặc váy da báo dày rơm. Tần Mục giật mình kinh sợ. Lão nhân mù này lại một lần nữa xuống sông, nói: Sư Tôn, hồn đã trở về đây, đệ tử tới an táng cho ngài. Tần Mục cũng vội vàng xuống sông, đưa thi thể này của Lăng Thiên Tôn vào trong quan tài. Lại một lần nữa, thi thể hóa thành nước trong. Đây là chuyện gì vậy? Hắn có chút mê man. Lão nhân mù lặng lẽ ngồi ở chỗ đó, lại không biết đã qua bao lâu, trên mặt sông lại nhẹ nhàng có một thi thể của Lăng Thiên Tôn trôi xuống. Bọn họ lại tiếp tục một lần nữa đem Lăng Thiên Tôn an táng. Những chuyện giống như vậy lại phát sinh. Lăng Thiên Tôn lại biến thành một vũng nước. Dường như bọn họ vớt lên không phải là thân thể của Lăng Thiên Tôn, mà là một mảnh nước sông. Bọn họ ở chỗ này chờ đã không biết bao lâu. Trong những quan tài kia đều có một vị Lăng Thiên Tôn. Lão nhân mù kéo quan tài bằng đá đi về phía Ngọc Kinh Thành. Trong thành đã bị chất đầy quan tài bằng đá và bia mộ. Lão nhân kéo những quan tài bằng đá tới ngoài thành, đặt quan tài bằng đá chỉnh tề, bia mộ chôn sâu, trực tiếp dựng thẳng hàng. Tần Mục đi theo hắn, tế lễ những quan tài, lại cùng lão nhân này đi tới nơi hắn đục đá. Nhìn lão nhân này cầm rìu, tiếp tục đục đá. Sau một lúc lâu, Tần Mục cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: trưởng lão, rốt cục là có chuyện gì vậy? Lão nhân mù này buông rìu đục xuống, đôi mắt lộ vẻ suy nghĩ, sau một lúc lâu nói: lão sư suốt đời nghiên cứu đạo pháp thần thông, từ trước đến nay chỉ đi lại một mình, rất ít bằng hữu. Nàng thu ta làm đệ tử, hơn phân nửa là cảm thấy cô độc buồn chán. Ta là người của niên đại thượng hoàng, sau khi bái nàm nàng sư, đi theo nàng tu hành, biết lão sư không có mấy người bạn bè. Tuy nhiên nàng lại thường xuyên nhắc tới hai người,
Hai người năm đầu của Long Hán đột nhiên xuất hiện giúp đỡ nàng. Trong lòng Tần Mục cảm thấy ấm áp. Hai người kia là hắn và Khai Hoàng. Tần Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn là người nàng thường xuyên nhắc tới. Nàng muốn tìm được bọn họ, nhưng trước sau không cách nào tìm được. Lão nhân mù lại một lần nữa cầm dìu đục lên tiếp tục nói: thời đại Thượng Hoàng rất dài, nàng không có tìm được hai vị thiên tôn này ở thời đại Thượng Hoàng. Nàng không nhịn được, thần thông của nàng đã sắp phải hoàn thành. Hơn nữa thiên minh đến nâng đỡ Thượng Hoàng Thiên Đình cũng giành được thắng lợi. Ta còn nhớ ngày đó, sau khi Địa Mẫu Nguyên Quân tử vong, nàng lấy ra thiên hà thi triển thần thông của nàng. Ngày đó... Tiếng đục dừng lại. Tần Mục lại một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Thiên minh tới nâng đỡ Thượng Hoàng Thiên Đình giành được thắng lợi sao? Thắng lợi gì? Là diệt trừ Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình ư? Thiên minh đến nâng đỡ Thiên Đình là Nam Thượng Hoàng Thiên Đình sao? Ngày đó thiên hà đứt đoạn, lão sư đứng ở trên thiên đình, sử dụng thần thông của nàng khiến cho vật chất thiên hà bất động, thậm chí còn từ trạng thái viễn cổ ban đầu đi tới trạng thái sau này. Ta còn nhớ ngày đó ta ở bên bờ, nhìn thấy được thiên hà đột nhiên dâng lên sương mù dày đặc. Lão sư ở vào trong sương mù dày đặc, đồng hóa cùng với sương mù dày đặc. Ngày đó nguyên giới phát sinh biến hóa kịch liệt, thiên hà mênh mông đột nhiên khô cạn, con sông bồng bềnh ở trên bầu trời thiếu một mảng lớn, biến mất khỏi thế gian. Cũng bởi vậy, Nam Thượng Hoàng Thiên Đình không ổn, bị Thiên Đình ngoại vực công kích. Đó là một lần công kích mang đầy tính hủy diệt. Như vậy Thiên Đình của chúng ta là Nam Thượng Hoàng Thiên Đình sao? Tần Mục đột nhiên cắt ngang lời của hắn, hỏi: như vậy an táng trong Lăng Tiêu Bảo Điện là ai? Tất nhiên là Thượng Hoàng Thiên Đế. Hắn vì bảo vệ Lăng Thiên Tôn đã chết trận, ta chôn hắn ở Lăng Tiêu Bảo Điện. Lão nhân mù tiếp tục nói: Thượng Hoàng Thiên Đế, hắn cũng là người trong thiên minh. Hắn là một vị đệ tử khác của Thiên Tôn. Các đời Thượng Hoàng đều là đệ tử của Thiên Tôn. Nhưng Nam Thượng Hoàng Thiên Đình hủy diệt cũng không phải là vì thần thông của lão sư, mà là do thiên minh phản bội. Khi Lăng Thiên Tôn thi triển thần thông cùng sương mù dày đặc đồng hóa, thiên minh phản bội dẫn đến Nam Thượng Hoàng Thiên Đình bị công kích. Bóng tối hạ xuống, Lăng Thiên Tôn từ trong sương mù dày đặc lại hiện ra. Mà lúc này, lực lượng khủng khiếp thiên đình xuất hiện. Đó là một bóng người cao lớn tiến vào trong sương mù dày đặc, trực tiếp ra tay với Lăng Thiên Tôn. Nam Thượng Hoàng Thiên Đình thất bại, chỉ còn lại là một đống đổ nát. Sau đó, ta thấy trên mặt sông có thi thể của lão sư chảy tới. Lão nhân mù lấy ra một tấm lệnh bài, đó là lệnh bài của Lăng Thiên Tôn. Hắn khàn khàn nói: ta tạo ra cái ngôi mộ này, chỉ lưu lại cơ quan có Tần Thiên Tôn cùng với Mục Thiên Tôn mới có thể mở ra được. Tần Mục nhìn về phía khối lệnh bài của Lăng Thiên Tôn kia. Lệnh bài của Lăng Thiên Tôn có cùng kích thước với lệnh bài của hắn. Lão nhân mù là căn cứ theo tấm lệnh bài này tới thiết kế ra cơ quan. Như vậy vì sao người nói nàng còn sống? Tần Mục đột nhiên hỏi. Lão nhân mù buông dìu đục, sử dụng sợi dây xích kéo dài quan tài đi về phía bên bờ, nói: Tần Thiên Tôn đi tới nơi này, nói cho ta biết. Hắn nhìn thấy Lăng Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn tới tìm hắn, nói với hắn rất nhiều chuyện. Tần Mục giật mình, vội vàng đuổi theo hắn nói: Thiên Đình ngoại vực có lai lịch gì? Thiên Đế của Thiên Đình ngoại vực là ai? Người khác không biết, Lăng Thiên Tôn nhất định biết. Thiên Đế của Thiên Đình ngoại vực là... Lão nhân mù này quay đầu lại, gương mặt già nua lộ ra thần thái cười như không cười, khóc giống như không phải khóc. Thiên Minh, Mục Thiên Tôn, người là người thành lập thiên minh mà. Thân thể của Tần Mục cứng đờ. Thiên Đình ngoại vực, Thiên Đế là thiên minh sao? Ý của lão già mù, Thiên Đế là một người nào đó trong thiên minh, hay là cả thiên minh? Trước kia hắn chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Có khả năng Thiên Đình ngoại vực, Thiên Đế không phải là một người nào đó, mà là một đoàn thể. Người trong đoàn thể này có các loại mâu thuẫn về lợi ích. Nếu như suy đoán này là đúng, hắn có thể vẽ phác thảo ra một vài đường nét của thời đại Thượng Hoàng. Thời đại Thượng Hoàng là do Địa Mẫu Nguyên Quân dẫn dắt lên. Địa Mẫu Nguyên Quân bồi dưỡng con cháu của mình đến nâng đỡ bọn họ mở thời đại Thượng Hoàng, thành lập Thượng Hoàng Thiên Đình, gọi là Bắc Thượng Hoàng. Thiên Minh lại đến nâng đỡ một nhóm người khác, thành lập Nam Thượng Hoàng. Thành lập Nam Thượng Hoàng là đối lập giằng co cùng với Bắc Thượng Hoàng. Hai thiên đình tranh đấu chấm dứt lẫn nhau, giằng co gần 30 vạn năm.
Lúc này thiên đình ngoại vực phần nhiều là một người đứng xem, ngồi trên núi xem hổ đấu. Lúc này thiên đình ngoại vực vẫn là Long Hán thiên đình. Long Hán thiên đình tiếp nhận Tiêu Hán thiên đình và Long Tiêu thiên đình, biến thành một quái vật khổng lồ mập mạp. Bên trong thiên đình này có cổ thần, cũng có bán thần và sinh linh hậu thiên tu luyện thành thần chỉ. Trong lúc đó, thiên minh càng lúc càng lớn mạnh, sử dụng một loại thủ đoạn dần dần thay thế lực lượng trung kiên trong thiên đình ngoại vực, nắm giữ thiên đình ngoại vực. Cổ thần người người cảm thấy bất an, thiên công, thổ bá đều cảm giác được lợi ích của bản thân bị tổn hao, lại có nguy cơ bị thay thế. Cũng bởi vì quyền lực và lợi ích, bên trong thiên minh xuất hiện phân liệt. Thiên minh nắm giữ thiên đình ngoại vực cùng với Nam Thượng Hoàng thiên đình cũng xuất hiện mâu thuẫn không thể hòa giải. Lý niệm của Nam Thượng Hoàng là mạng người lớn hơn trời, thần phục vụ cho người. Mà thiên minh cầm giữ thiên đình ngoại vực đã nắm giữ quyền lực quyền thế không gì có thể so sánh nổi. Nam Thượng Hoàng thiên đình được bọn họ đến nâng đỡ, ngược lại thành cái đinh ở trong mắt bọn họ, trở thành quái vật khổng lồ uy hiếp đến sự thống trị của bọn họ. Thời điểm mâu thuẫn bùng nổ lại diễn ra sau khi địa mẫu nguyên quân bị thiên minh diệt trừ. Địa mẫu bỏ mạng, Bắc Thượng Hoàng thiên đình bị hủy diệt, diệt trừ Nam Thượng Hoàng trở thành nhiệm vụ hàng đầu của thiên minh. Chiến tranh xảy ra chính một lúc Lăng Thiên Tôn lấy ra thiên hạ, thử nghiệm thần thông trạng thái hoàn mỹ nhất của mình. Lăng Thiên Tôn không chết, Nam Thượng Hoàng thiên đình lại không bị thua. Tồn tại khủng khiếp kia tiến vào trong sương mù, tập kích Lăng Thiên Tôn. Cùng lúc đó, đại quân thần nhân của thiên đình ngoại vực đánh vào Nam Thượng Hoàng, khiến cho Thượng Hoàng thiên đình hoàn toàn bị hủy diệt. Đây chính là suy đoán của Tần Mục. Tuy rằng vẫn có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn cảm thấy suy đoán này hơn phân nửa đã tiếp cận được chân tướng của sự thật. Hắn đuổi theo lão nhân mù lại một lần nữa đi tới thiên hà. Lão nhân mù tiếp tục khâm liệm thi thể Lăng Thiên Tôn bay tới. Tình huống xuất hiện giống hệt như trước đó, thi thể của Lăng Thiên Tôn lại một lần nữa hóa thành nước. Tần Mục không nhịn được nói: "Trưởng lão, thần thông của Lăng Thiên Tôn là vật chất không đổi, không tăng không giảm, không rời. Cho dù nàng chết, thi thể cũng sẽ biến mất, sau đó lại lần nữa hóa thành nàng, lại một lần nữa sống lại. Bởi vì thần thông của nàng chính là vật chất không thay đổi. Người liệm vĩnh viễn không biết là nàng hay chỉ là nước sông. Nàng chân chính đã hóa thành một đám vật chất vĩnh viễn ở thiên hà này. Nàng đã biến thành sương mù dày đặc ở trên sông. Nàng không quan tâm người là cái gì, không quan tâm ngươi vì nàng lập bia tạo mộ cho nàng. Chọn ra một người hiểu được Lăng Thiên Tôn, như vậy người này nhất định là Tần Mục. Hắn hiểu thần thông của Lăng Thiên Tôn nhiều nhất, trước đây cũng là hắn cùng với Khai Hoàng truyền thụ thuật tạo hóa chưa hình thành cho Lăng Thiên Tôn. Hình thức thần thông ban đầu của Lăng Thiên Tôn cũng được hoàn thành ở dưới sự trợ giúp của Tần Mục cùng với Khai Hoàng. Sau lại do Tần Mục tiến vào quỷ thuyền, cũng là do Tần Mục mượn bốn đế để phá vỡ lực thần thông của Lăng Thiên Tôn. Chỉ khi đó thần thông của Lăng Thiên Tôn vẫn không hoàn mỹ. Tuy nhiên, đối với lý giải thần thông của Lăng Thiên Tôn, hắn thực sự là người đứng đầu. Hắn thấy lão mù canh giữ bờ sông giúp Lăng Thiên Tôn thu lại thi thể là chuyện hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Lăng Thiên Tôn đã cùng với thần thông của nàng hòa làm một thể, hoàn toàn có thể nói Lăng Thiên Tôn đã biến thành thần thông của nàng. Nàng vĩnh viễn sống ở trong thần thông, chết đi sống lại, sống rồi chết, tuần hoàn không ngừng. Thậm chí Tần Mục suy đoán, hắn ở đầu nguồn dũng dàng gặp phải sương mù dày đặc chính là thần thông của Lăng Thiên Tôn, là Lăng Thiên Tôn dẫn theo hắn trở lại viễn cổ, trở lại thời kỳ cuối của thời đại Thượng Hoàng. Chỉ là khi đó Tần Mục cũng không biết mà thôi. Lão nhân mù dùng xong quan tài bằng đá, hắn đã kéo quan tài đi lập bia đá, giọng ồ mồm nói: "Không ai quan tâm tới nàng, chính nàng cũng không quan tâm. Lão sư chỉ sống vì đạo, một người đơn thuần. Nàng đơn thuần tới mức trong lòng chỉ có đạo. Nàng không có nhiều tâm tư như các người, không có âm mưu quỷ kế của các người. Nàng không quan tâm tới quyền lực địa vị, nàng không có uy hiếp đối với tất cả mọi người. Vì sao nhất định phải giết chết nàng? Vì sao không để cho nàng sống sót được?" Lão nhân mù này lập tức giận ngập trời, ngửa đầu thét dài giống như là một con thú hoàng bị thương vậy. "Vì sao một người đơn thuần như vậy lại phải chết? Vì sao hai vị thiên tôn không chủ động đứng lên gánh chịu trách nhiệm? Tại sao lại trở lại ngày đó mà quên với nàng, ném gánh nặng cho nàng?" Hắn tức giận thét lớn: "Chính các ngươi gánh vác không được sao? Vì sao các ngươi phải rời đi? Các ngươi đi theo nàng không được sao? Vì sao phải để cho nàng một mình đối mặt với thế đạo hiểm nguy như vậy?" Nàng không hiểu được Mục Thiên Tôn, nàng thực sự không hiểu. Trên khuôn mặt già nua của hắn có hai màu máu và nước mắt chảy xuống. Buồn bực lôi kéo từng chiếc quan tài bằng đá đi về phía trước,
giọng nói của hắn dần dần trầm xuống. Ta vì sao phải chôn cất nàng? Vì sao phải canh giữ chỗ này hết lần này tới lần khác chôn cất nàng? Mục Thiên Tôn, ngươi không hiểu sao? Bởi vì nàng chết rồi, bởi vì nàng ở trong thần thông của nàng, chết lần này tới lần khác, chết đau khổ, ngươi không hiểu sao? Nàng đã từng trải vô số lần chết, ta lại muốn vô số lần an táng nàng, bởi vì mỗi lần nàng chết đều rất thống khổ, đều là cái chết chân chính, nàng cần phải vô số lần đạp lại cái chết này. Tần Mục giật mình nhìn theo hắn đi xa. Yên Nhi từ trên vai của hắn bay lên, hóa thành thiếu nữ xinh đẹp, lấy ra khăn lụa lau nước mắt trên gương mặt của hắn. Tần Mục miễn cưỡng mỉm cười, khàn giọng nói: ta không sao, cảm ơn Yên Nhi tỷ. Trong Ngọc Kinh Thành có từng tiếng va chạm kịch liệt truyền tới. Đột nhiên Thiên Long Vương cười ha ha, bỏ một bên mọi người, gào thét bay ra. Ầm một tiếng, hắn nhảy đến trong quan tài màu đen bên ngoài tàu, kêu lên: bảo tàng của Lăng Thiên Tôn đã thuộc về ta, Địa Mẫu Nguyên Quân có hy vọng sống lại rồi. Trên vai của Lão Long khiêng một chiếc quan tài khác, vui mừng hớn hở phong tỏa mình và chiếc quan tài này ở trong quan tài treo. Trong quan tài treo truyền đến tiếng cười của Thiên Long Vương. Tần Mục nghe theo tiếng cười của Thiên Long Vương ở trong quan tài, đột nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, quan tài treo chấn động mãnh liệt, ở trên mặt sông thiên hà lay động không ngừng, dâng lên từng đợt sóng ngập trời. Rất nhanh, có máu tươi từ trong quan tài treo chảy ra, quan tài treo trên mặt sông này lại dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Khóe mắt Tần Mục khẽ giật, cảnh giác nhìn về phía bên quan tài treo đang bồng bềnh trên mặt sông. Lăng Tiêu Điện cùng Ngọc Kinh Thành là một mảnh hỗn độn. Lăng Tiêu Điện này đã bị san thành bình địa, những bán thần do Thiên Đông Vương dẫn đến đều chết sạch, những thị nữ do Yến Khắp Linh, Mộ Thu Bạch dẫn tới cũng bị Thiên Long Vương tổn thương nặng nề, ngã xuống đất không dậy nổi. Trên đống đổ nát của Lăng Tiêu Điện có mấy bóng người nhanh chóng chạy tới, lại thấy mặt sông thiên hà giống như biến thành biển máu, màu đỏ của vết máu không ngừng từ trong quan tài chảy ra, nhuộm đỏ mặt sông. Mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đột nhiên, cạch một tiếng, quan tài treo mở ra. Trong quan tài có quan tài. Quan tài mới vừa bị Thiên Long Vương vác tới để trong quan tài treo lại đột nhiên đứng lên, trực tiếp dựng thẳng ở trong quan tài treo. Chiếc quan tài này đã mở ra, bên trong là một mảnh tối tăm. Đáng sợ hơn chính là bên trong truyền đến tiếng nhai, dường như có thứ gì đó đang nhai gặm. Đột nhiên, vết máu giống như là lũ ngập trời từ bên trong quan tài treo phụt mạnh ra ngoài. Vết máu giống như nước thủy triều trút xuống mọi người. Thiên hà cũng bị nhuốm màu đỏ, hiện tại lại càng đỏ hơn. Bịch một tiếng, một cái đầu rồng cực lớn từ trong quan tài dựng thẳng bay ra ngoài, đập trên mặt sông, chậm rãi chìm vào trong nước. Đó chính là đầu của Thiên Long Vương. Bên bờ sông, khóe mắt của Tinh Ngạn giật kịch liệt, cầm theo cái dương lặng lẽ lùi về phía sau. Ngự Thiên Tôn, Yến Khắp Linh và Mộ Thu Bạch cũng lặng lẽ lùi về phía sau. Ở trong cuộc chiến tranh vừa rồi, bởi vì thực lực của bọn họ kém xa đám người Thiên Long Vương, không bị Thiên Long Vương chú ý, ngược lại mới có thể sống sót. Mà bây giờ bọn họ tranh đoạt cái quan tài này lại khiến cho bọn họ có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Đột nhiên, trong quan tài lộ ra một cái móng vuốt đầy lông xanh. Dưới móng vuốt lông xanh này giống như làm bằng đồng vàng. Thấy vậy, sắc mặt mọi người biến hóa kịch liệt. Nhưng vào lúc này, một bóng dáng từ trong quan tài này bay ra. Áo choàng rách nát chỉ thoáng cái đã phủ kín không trung phía trên thiên hạ. Đó là một vị đế thi cường đại không gì sánh được. Yêu thi đã ở trong quan tài tu hành, trong miệng mọc răng nanh sắc bén, khóe miệng lộ ra vẻ máu thịt của Thiên Long Vương. Thi khí ngập trời chỉ một thoáng đã ngập tràn cả thiên đình tĩnh mịch này. Thi yêu bay lên trời nhanh như chớp điện, trực tiếp chạy về phía bọn họ. Yến Khắp Linh thét chói tai, mấy người thị nữ bên cạnh này lập tức phóng lên cao nghênh đón đế thi. Những thị nữ có thể cùng với Thiên Long Vương cứng trọi cứng, tuy rằng đã bị trọng thương nhưng vẫn còn sống. Thực lực bản thân bọn họ lại vô cùng cao minh, nhưng bọn họ lại bị đế thi biến thành thi yêu, dùng một tay nắm lấy nhét vào trong miệng. Mọi người vội vàng chạy trốn. Thi yêu này cười đầy quái dị, chiếc áo choàng màu đỏ theo gió vù vù tung bay. Đột nhiên nó từ trong không trung rơi xuống, chiếc áo choàng rách nát che khuất một khoảng lớn cung điện, phủ lên cả một thị nữ đang chạy thoát thân. Chỗ áo choàng phủ lên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó lập tức không có một tiếng động nào nữa. Áo choàng lại một lần nữa bay lên che khuất không trung. Thi yêu này ở trên không trung tìm kiếm khí tức người sống ở xung quanh. Sư huynh! Lão nhân mù buông diều đục ở trong tay, ngẩng đầu kêu lớn:
Sư huynh, ngươi đã chết rồi, hãy quay về nơi ngươi nên đi đi. Thượng Hoàng Thiên Đế biến thành yêu thi này nghe nói vậy, lập tức đi về phía hắn với khí thế kiêu ngạo ngập trời. Thượng Hoàng Thiên Đế khi còn sống không hổ danh là cảnh giới đế tọa. Lão nhân mù một tay cầm búa, một tay nắm đục, keng một tiếng vang lên, cái búa đập vào trên cái đục, một đường ánh sáng hiện lên, đầu nhọn của cái đục phát ra một đường ánh sáng cắm vào mi tâm của thi yêu. Thi yêu giống như bị trúng phải một đòn nghiêm trọng, gào thét bay về phía sau, bịch một tiếng rơi vào trong đế quan trên mặt sông Thiên Hà. Nắp của đế quan đóng lại, lão nhân mù thu hồi diều đục, vung sợi dây xích lên, sợi dây xích càng lúc càng dài, quần quần quấn lấy đế quan này. Lão nhân mù vung mạnh đế quan, dùng sức dùng lên, đưa chiếc quan tài này đến bên trong đống đổ nát của Lăng Tiêu Điện. Đế quan rơi xuống đất, vô số gạch nát ngói vỡ bay lên, giường cột chạm trổ lại một lần nữa tổ hợp lại, hóa thành một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện đứng sừng sững trong những quan tài bằng đá và tấm bia đá trải rộng trong Ngọc Kinh Thành. Đám người chạy trốn cảm thấy kinh hồn bạt vía, lòng rất sợ hãi. Tần Mục nhìn về phía lão nhân mù kia, trong lòng chấn động vạn phần. Lão nhân mù này diện mạo không đẹp, nhưng tu vi thực lực lại sâu không lường được, không phải là tồn tại cảnh giới đế tọa thì cũng không cách xa. Ngự Thiên Tôn đi về lão nhân mù, ánh mắt chớp động. Người là đệ tử của Lăng Thiên Tôn Dịch Thạch Sinh, người còn sống vẫn luôn canh giữ chỗ này sao? Lão nhân mù không để ý tới hắn, tiếp tục cầm diều đục đứng lên. Ngự Thiên Tôn cười nói, người một thân đầy bản lãnh, cần gì phải khổ sở canh giữ ở nơi đất cằn sỏi đá này. Lăng Thiên Tôn lấy ra thiên hà, sử dụng bản thân để thay thế đoạn thiên hà này, hóa thành vật chất thiên hà. Thần thông của nàng quả thực tinh diệu, khiến cho ta cũng phục không thôi. Người là đệ tử của nàng, thần thông của nàng khẳng định được học một ít, thiên đình rất cần tài cán của ngươi. Lão nhân mù dừng đục đá, quay đầu nhìn hắn, chết lặng nói, người là vị sư bá sư thúc nào của ta? Nếu như người đã biết lão sư của ta biến thành vật chất trong thiên hà, cần gì phải tới đây? Ngự Thiên Tôn cười nói, ta chỉ tới thăm nàng, xem nàng có chết thật hay không thôi. Người có thể yên tâm được chưa? Lão nhân mù hỏi. Ngự Thiên Tôn nói, có thể yên tâm. Lão nhân mù nắm chặt diều, đột nhiên hắn chấn tĩnh lại, thản nhiên nói, sư thúc, cút đi, đừng có quấy rầy sự thanh tịnh của chúng ta. Ngự Thiên Tôn cười ha ha. Lão nhân mù nhìn về phía Tần Mục lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn, người cũng lăn đi, dẫn theo bọn họ lăn đi, ở đây không cần các người động. Tần Mục thở hắt một hơi, trầm giọng nói, người yên tâm, tương lai ta sẽ cứu Lăng Thiên Tôn ra, chuyện ta nói được luôn luôn làm được. Hắn xoay người đi về phía quan tài đang trôi bồng bềnh ở trong thiên hà, phía sau lại có tiếng đục truyền tới, không biết lão nhân mù có nghe được lời hắn nói hay không. Tần Mục trở lại trong quan tài treo, Tinh Ngạn cầm theo cái dương cũng tì tới. Hắn liếc nhìn về phía đám người Ngự Thiên Tôn, Yến Khấp Linh và Mộ Thu Bạch cùng nhảy vào trong quan tài. Lão nhân mù khẳng định không gặp bất kỳ kẻ nào trong số bọn họ chỉ có thể rời đi. Đột nhiên từ trong nước hiện lên một cái đầu rồng máu me đầm đìa, nó nhảy vào trong quan tài, đó là cái đầu của Thiên Long Vương. Hắn bị thi yêu gặm, chỉ còn lại có một cái đầu, nhưng hắn vẫn không chết, còn có một hơi thở. Thiên Long Vương nhìn bọn họ chằm chằm đầy vẻ tàn bạo, hắn trốn ở góc phòng, lộ ra vẻ đề phòng khác thường đối với những người khác. Trên mặt hắn tràn ngập thi khí, đế thi biến thành yêu thi, độc thi vô cùng mãnh liệt đang đánh vào trong đầu óc của hắn, xâm nhập nguyên thần của hắn. Cạch một tiếng, quan tài treo đóng lại, bên ngoài quan tài truyền ra tiếng nước. Lúc trước người từ trong quan tài này treo tiến vào rất nhiều, mà bây giờ chỉ còn lại có mấy người bọn họ sống. Rất nhiều người chết ở trên đường phá giải niêm phong của Đọa Thần Cốc, còn có vài người chết trong lúc tàn sát lẫn nhau, cũng có vài người bị thi yêu ăn mất. Ban đầu bên cạnh Yến Khắp Linh có rất nhiều thị nữ, hiện tại cũng chỉ còn lại một người, hơn nữa thương thế của nàng rất nặng. Nhưng quan tài này vẫn nguy hiểm nặng nề. Thiên Long Vương đang bị độc thi của đế thi yêu đồng hóa, tuy rằng chỉ còn lại có một cái đầu lớn, nhưng hắn vẫn không ngừng thở hổn hển, thở ra từng thi khí. Thiên Long Vương, người sắp bị thi biến rồi. Long Kỳ Lân không nhịn được khẽ nhắc nhở, giáo chủ tinh thông y thuật, nói không chừng có thể giúp người loại bỏ độc thi. Hả, muốn giết chết ta sao? Đầu của Thiên Long Vương thở hồng hộc, khí lưu được hít vào từ miệng hắn, sau đó lại phun ra từ cổ, thi khí màu xanh bao phủ lấy hắn.
Cái đầu của thần long này cảnh giác khác thường, cười lạnh nói: không giết được ta liền muốn độc chết ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Long Kỳ Lân nhíu mày nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục lắc đầu nói: không cứu, độc thi của đế thì ta không giải được, đổi lại thành gia gia dược sư tới đây nói không chừng còn có hy vọng. Long Kỳ Lân buồn bã, Thiên Long Vương có ơn đối với hắn, giúp hắn hoàn thành công pháp, hắn rất muốn cứu chữa cho cái đầu của thần long này, nhưng Tần Mục cũng không có cách nào, hắn tất nhiên càng không có nổi thủ đoạn này. Thiên Long Vương vẫn phát động pháp lực cố gắng loại bỏ thi khí, nhưng đám người trong quan tài treo đều thấy rõ ràng nguyên khí của hắn đang dần dần bị kết tủa, giống như là biến thành màu xanh lục vậy. Phù văn thần thông nguyên khí của hắn cũng bị độc thi xâm nhiễm lần lượt phá vỡ. Tinh Ngạn cảm giác sờn tóc gáy, hắn cầm theo cái dương lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi đình nghỉ mát, lùi đến trong bóng tối biến mất. Hai con mắt rồng cực lớn của Thiên Long Vương đã biến thành màu trắng, hai con ngươi của hắn biến mất, nhưng con mắt vẫn chớp chớp, hình như còn có thể thấy được cảnh tượng xung quanh. Trong lòng Yến Khấp Linh và Mộ Thu Bạch cảm thấy rét lạnh, bọn họ cũng lặng lẽ lùi về phía sau biến mất trong bóng tối. Tần Mục nhìn về phía Long Kỳ Lân ra hiệu, Long Kỳ Lân vội vàng đuổi theo hắn. Yên Nhi lại hóa thành thanh tước đứng ở trên đầu của Long Kỳ Lân, lặng lẽ không một tiếng động đi về phía trong bóng tối. Chẳng biết từ lúc nào Ngự Thiên Tôn cũng đã rời khỏi đó, không biết ẩn thân nơi nào. Ta nhìn thấy các ngươi. Trong miệng của Thiên Long Vương chảy ra nước thi, hắn vẫn trợn trừng đôi mắt, không có con người kêu lên. Ta thấy các ngươi, ai cũng đừng mong hại được ta. Ta nhìn thấy các ngươi. Hắn không còn hơi thở. Sau một lúc lâu, cái đầu rồng cực lớn lặng lẽ không một tiếng động bay lên, bị bao phủ ở trong sương mù xanh lục, phát ra âm thanh quỷ dị, cười hì hì nói: ta nhìn thấy các ngươi. Hắn bay về phía trong bóng tối cười nói: ta đã nhìn thấy các ngươi. Các ngươi giấu thân thể ta ở nơi nào? Bắt được các ngươi, ăn thân thể của các ngươi lại có thể mọc ra thân thể. Không gian bên trong quan tài vô cùng rộng lớn. Trước đây bọn họ rơi vào trong quan tài treo, không biết rơi bao lâu, lúc này mới rơi xuống đáy. Mà bây giờ Tần Mục ở trong bóng đêm lục lọi đi về phía trước, lúc này hắn mới phát hiện không gian bên trong quan tài còn rộng hơn sự tưởng tượng của hắn nữa. Quan tài treo là một phương tiện chuyên chở, công cụ đón tiếp Thiên Tôn đi tới chỗ lăng Thiên Tôn chôn thân. Tuy nhiên quan tài treo này là do lão nhân mù tạo ra, lão nhân mù có bản lĩnh cao thâm khó dò. Trong quan tài treo bị hắn dùng đại pháp lực không gian vặn vẹo chế tạo không gian lớn. Tần Mục trong bóng tối đi rất lâu vẫn không có đi tới cuối không gian. Long Béo, Tần Mục nói nhỏ, phía sau không có tiếng nói. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, hắn vội vàng dừng bước lại, tâm niệm thoáng động, nguyên khí hóa thành một ánh lửa soi sáng xung quanh. Long Kỳ Lân và Yên Nhi không ngờ lạc đường ở trong bóng đêm. Ở đây thực sự là quá tối, không có ánh sáng, hắn cũng không hề biết Long Kỳ Lân đã đi lạc lúc nào nữa. Trên trán Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, có Yên Nhi ở trên đầu nó, Long Béo nhất định không có việc gì. Nhưng vào lúc này, phía xa truyền đến tiếng cười vặn vẹo đầy quỷ dị của Thiên Long Vương. Ta thấy ngươi rồi. Tần Mục vội vàng tắt ngọn lửa, hắn phát động ma ảnh huyễn ma công, thân thể chợt hóa thành một bóng đen dán ở trên mặt đất. Vù một tiếng, cái đầu cực lớn của Thiên Long Vương lảo đảo bay ở phía trên hắn, hai con mắt xuất hiện ánh sáng màu xanh lục bay về phía chỗ hắn. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, bóng tối chậm rãi chồm người lên, tiếp theo rung lên. Cái bóng không có độ dày đột nhiên lớn đến khôi phục lại thân thể. Ta đã thấy ngươi rồi. Tiếng cười quỷ dị của Thiên Long Vương từ phía xa chuyển đến, đột nhiên lại có một tiếng thét thảm thiết chuyển tới. Không biết là ai đã bị hắn hại chết. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, cái đầu lớn của Thiên Long Vương càng bay càng xa, cuối cùng không nghe thấy tiếng cười của hắn nữa. Xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh. Tần Mục lấy ra kiếm hoàn, tâm niệm hắn thoáng động, kiếm hoàn đột nhiên phân dài hóa thành vô số phi kiếm, lặng lẽ không có một tiếng động bay trong bóng tối xung quanh hắn, bao phủ phạm vi ngoài trăm trượng. Ở trong bóng tối, hắn chậm rãi tìm cách tiến về phía trước. Phi kiếm cũng theo bóng dáng của hắn mà di chuyển, những phi kiếm xuyên qua tạo thành trận đồ giang dở không ngừng biến hóa. Mà vào lúc này, bên đỉnh nghỉ mát có một bóng dáng chậm rãi đi đến bên trong đỉnh. Mộ Thu Bạch liếc mắt nhìn ra xung quanh, thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói: Thiên Long Vương thi biến truy sát thị nữ của ta, trong lúc nhất thời hắn chắc chắn sẽ không trở lại cái đình nghỉ mát này, ở đây mới là chỗ an toàn nhất. Ai? Hắn bỗng nhiên xoay người, sắc mặt khẩn trương nhìn về phía bóng tối.
Trong bóng tối có tiếng bước chân như có như không chuyển tới, tiếp theo là một thiếu niên cầm theo cái dương lọt vào trong tầm mắt của hắn. Mộ Thu Bạch thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười thản nhiên nói: hóa ra là cao thủ bên cạnh Mục Thiên Tôn. Ngươi không ngờ giống như ta trốn ở đây, chắc hẳn ngươi cũng cho rằng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Xem ra ngươi có chút trí tuệ đấy. Thân thể của ngươi rất tốt, ta rất thích. Tinh Ngạn buông cái giường xuống, ánh mắt nóng bỏng quan sát từ trên xuống dưới, giống như là thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Cạch một tiếng, cái giường tự động mở ra. Tinh Ngạn vẫn đang nghiêng đầu quan sát Mộ Thu Bạch, ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng. Mộ Thu Bạch bị hắn nhìn như vậy, cảm thấy cực kỳ khó chịu, cười lạnh nói: chúng ta đã giao đấu trong Lăng Tiêu Điện, không thể phủ nhận ngươi thực sự rất mạnh. Chỉ có điều ngươi không ngờ được, ta chính là đệ tử của cổ thần Thiên Đế. Ta thuở nhỏ đi theo Thiên Đế tu hành, thiên hạ đại đạo đều thuộc lòng rồi. Ngươi khiêu chiến với ta chính là tự tìm đường chết đấy. Tinh Ngạn vẫn đang quan sát hắn, liên tục gật đầu lẩm bẩm nói: đệ tử của Thiên Đế, thảo nào thân thể luyện được tốt như vậy, nguyên thần cũng mạnh như vậy. Đối phó với ngươi chắc cần phải sử dụng thứ ta ép ở đáy hòm. Tần giáo chủ vẫn cho rằng ta đi nhầm đường, vì mình trường sinh cướp đoạt tứ chi của người khác. Ta đi tới chỗ nào cũng bị người kêu đánh giết, nhưng bọn họ đều không hiểu ta. Trong dương đồ đã không còn nhiều thứ cất giữ, hơn phân nửa đều bị mất trong đọa thần cốc. Lúc này trong dương lại truyền tới một khí tức khủng khiếp. Tinh Ngạn cười nói: bọn họ cho rằng ta là vì trường sinh, nhưng đây chẳng qua là vì lý tưởng thời kỳ không thể thành thần. Ta hiện tại có lý tưởng cao hơn. Trong dương, một thân thể cực lớn chậm rãi bò ra ngoài. Đó là mấy chục cánh tay chân thần, đầu và thân thể chân thần tạo ra quái vật khổng lồ nằm dạp ở trong đó. Từng cái đầu hưng phấn nhìn chằm chằm Mộ Thu Bạch ở trong lương đỉnh. Tinh Ngạn ở trên thân thể vị ma thần này nhìn về phía Mộ Thu Bạch buồn bã nói: ngươi, ta sẽ cất giữ. Quái vật khổng lồ này bay lên trời, đánh về phía Mộ Thu Bạch. Trong đầu Mộ Thu Bạch cảm thấy mờ mịt không hiểu. Nói cái quái gì vậy? Trong bảo khố của Thiên Đế cũng chưa từng có đại đạo như vậy. Trong bóng tối, Tần Mục nghe được phía đình nghỉ mát truyền đến thần thông dao động. Trong đồng hắn thoáng động, lập tức đi theo dao động rời đi. Đột nhiên hắn dừng bước lại, phía trước có thần thông bạo phát ra tia sáng chiếu ra. Đạo thứ ba của Địa Mẫu Nguyên Quân. Giọng nói của Yến Khấp Linh chuyển tới: đạo thứ nhất của Đại Nhật Tinh Quân, đạo thứ hai của Đế Hậu, đạo thứ 16 của Thiên Đạo. Người rốt cuộc là ai? Sao có thể nắm giữ những quy tắc đại đạo như vậy? Từng ánh sáng rạch bóng tối, Tần Mục nhìn về phía nơi đó, chỉ thấy Yến Khấp Linh gặp phải Ngự Thiên Tôn. Yến Khấp Linh có tu vi thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn cùng với Yến Khấp Linh tranh đấu gần như đã bị nữ tử này lập tức đánh chết. Yến Khấp Linh bái cổ thần Thiên Đế làm sư, đạo tổ chắc hẳn đã sửa sang lại đại đạo thiên hạ một lần nữa, giao những đại đạo này cho vị cổ thần Thiên Đế. Bởi vậy Yến Khấp Linh biết rõ các loại đại đạo thần thông. Càng mấu chốt hơn chính là Yến Khấp Linh còn nhận đến Thiên Đế chân truyền, tu thành một đạo thần thông lớn của Thiên Đế với uy năng vô cùng khủng khiếp. Nhưng đối diện với nàng, Ngự Thiên Tôn càng thêm kinh khủng hơn. Yến Khấp Linh chỉ biết rõ các loại đại đạo thần thông, Ngự Thiên Tôn lại sử dụng các loại đại đạo thần thông điều loát, hạ bút thành văn. Mỗi một loại đều có khả năng thi triển hết sức tinh diệu, mỗi một loại đều có uy lực đáng sợ, có thể tương đương với bản thân cảnh giới cổ thần thi triển ra. Yến Khấp Linh rơi vào thế hạ phong, nàng đột nhiên nghiêm túc quát, cuối cùng thi triển ra một đạo thần thông lớn của cổ thần Thiên Đế. Giờ phút này đạo pháp quy tắc bạo phát ra, giống như Thiên Đế đích thần tới, dao động khủng khiếp đánh về phía Ngự Thiên Tôn. Trong lúc đó, Ngự Thiên Tôn thi triển ra một đạo thần thông lớn tương tự. Trong mắt của Yến Khấp Linh lộ ra vẻ kinh hoàng. Hai loại thần thông lớn này va chạm, trong nháy mắt thần thông bắn ra tia sáng soi khắp phạm vi mấy trăm dặm. Toàn thân của Yến Khấp Linh đẫm máu, ngã về phía sau. Đột nhiên thân thể của nàng thoáng một cái hóa thành một con yến tử lông đen bụng trắng, vỗ cánh rời đi. Ngự Thiên Tôn vừa đuổi theo hai bước, hắn đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía Tần Mục. Ánh mắt Tần Mục cùng hắn gặp nhau, không trung dường như có hai nắm đấm vô hình hung hăng va chạm vào nhau, khiến cho không khí giữa hai người xuất hiện một trận cuồng phong. Ta đã nhìn thấy các người. Trong không trung, một cái đầu cực lớn đang bay với tốc độ rất nhanh bay về phía bên này. Tần Mục đưa tay làm ra một tư thế mời. Ngự Thiên Tôn mỉm cười, hai người đi về phía trước.
ánh sáng của một đạo thần thông ảm đạm xuống, hai người biến mất trong bóng tối, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Trong bóng tối có thi khí tanh hôi vọt tới. Đầu lớn của Thiên Long Vương từ trên không trung bay tới, cười hì hì nói: "Nhìn thấy các ngươi rồi." Mục Thiên Tôn cùng Ngự Thiên Tôn vẫn đi về phía trước. Ngự Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, đi trong bóng tối. Năm đó Giao Trì đánh một trận, người khiến cho thiên hạ chấn động kinh ngạc, thể hiện ra thần thông vô song, khiến người ta khâm phục. Đến nay nhớ lại, thần thông của người vẫn có thể xem như là không tệ. Tần Thiên Tôn, ta đã thấy qua, sau khi hắn trưởng thành lên, tài nghệ chấn áp đương đại. Đáng tiếc thời gian tu luyện hắn quá ngắn. Chân của Tần Mục trầm ổn, trầm giọng nói: "Người bây giờ chẳng qua là mượn một thân thể không hoàn mỹ tới đây, tu vi thực lực cũng không mạnh mẽ là mấy. Với ta, nói giết người không tính là quá phiền phức." Ngự Thiên Tôn cười ha ha nói: "Ngươi cho rằng thần thông của thiên đình vẫn đứng nguyên sao, không có đi tới sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Từ lâu thần thông của thiên đình đã tiến bước tới trạng thái ngươi không cách nào tưởng tượng được đâu. Trăm vạn năm qua, Mục Thiên Tôn hiện tại đã cách Giao Trì tinh hội của ngươi là trăm vạn năm. Ngươi căn bản không tưởng tượng nổi trăm vạn năm qua thần thông rốt cuộc đã phát triển tới một mức nào đâu." Hắn trầm giọng nói: "Ngươi vẫn mê mẩn trong huy hoàng của ngươi từ trăm vạn năm trước. Cái đó gọi là ếch ngồi đáy giếng, chính là để hình dung về ngươi." Vù một tiếng, một cái đầu rồng cực lớn chen đến giữa hai người. Xung quanh đầu của Thiên Long Vương có thi khí màu xanh bốc lên, hai tròng mắt một phải một trái nhìn về phía hai bên, trong miệng chảy ra nước tanh hôi, cười hì hì nói: "Ta đã nhìn thấy các ngươi." Tần Mục cùng với Ngự Thiên Tôn gần như đồng thời trở nên hung bạo, cách cái thi thể đầu rồng cực lớn công kích về phía đối phương. Cái đầu cực lớn của Thiên Long Vương lơ lửng ở giữa hai người. Cái đầu của Long Vương này đã thì biến, trở nên xanh nét, cho dù là đầu rồng thật dài cũng đã biến thành màu xanh lục, với nước thì không ngừng tí tách nhỏ xuống. Thần thông của Tần Mục và Ngự Thiên Tôn cách cái đầu của Thiên Long Vương bạo phát ra. Tần Mục giơ tay lên nắm một thanh phi kiếm xoay quanh, một kiếm đâm ra, vô số phi kiếm xung quanh hắn theo kiếm này lưu chuyển, kiếm quang lướt sát đầu của Thiên Long Vương, trên mỗi thanh kiếm đều dính độc thi. Thời điểm phi kiếm của hắn đi tới bên đầu của Thiên Long Vương, phi kiếm màu xanh lục hóa thành một kiếm trận nhấn chìm Ngự Thiên Tôn. Mà trong lúc đó, Ngự Thiên Tôn trực tiếp vận dụng thiên đạo thần thông. Thiên đạo thứ 49, 49 loại thiên đạo bị ấn phát động, hóa thành 49 loại thần thông với hình thái khác nhau. Huyền Đô trên thiên công có vô số thần ma, ngày đêm quan sát đo lường, thần thông thiên đạo đã bị thiên đình mò ra được 7-8 phần, thân thể của thiên công cũng bị thiên đình cơ cấu ra, thần thông thiên đạo cũng bị thôi diễn ra. Tần Mục từ trong tinh thể thiên hỏa hình lang trụ suy luận ra thiên hỏa đại đạo. Thiên đình đã suy luận ra các thiên đạo khác từ rất lâu, chỉ là thiếu sót duy nhất là thiên đình đại đạo chỉ dùng thuật số vĩ mô tới xây dựng, thiếu trình độ xây dựng trên vi mô. Ngự Thiên Tôn thi triển ra thần thông thiên đạo chia làm hình thái thần thông khác nhau, có thiên cương giống như lưới, có thiên hỏa tinh lâu, có thiên khất giống như là thuyền, thiên ký giống như tấm bia, bầu trời giống như cái nắp, thiên dương giống như mặt trời, thiên âm giống như mặt trăng, thiên huyệt giống như vực sâu. Các loại thần thông thiên đạo bất chợt tập trung lại, hóa thành một ấn, tạo thành phù văn thần thông. Vù một tiếng, không ngờ chúng xuyên qua đầu của Thiên Long Vương, hình như không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp đánh về phía Tần Mục. Thần thông của hai người bọn họ không gặp nhau, mà trước tiên công kích về phía bản thể của đối phương, muốn giết chết đối thủ trước tiên. Bởi vì giữa bọn họ vẫn có cái đầu thi biến của Thiên Long Vương, mặc dù Thiên Long Vương lúc này đần độn biến thành thi yêu, nhưng thực lực vẫn còn. Nếu thi yêu xuống tay với bọn họ, ai cũng không ngăn cản được. Bởi vậy diệt đối thủ trước tiên mới có thể bảo đảm mình toàn thân trở ra. Thiên đạo ấn giống như đích thân thiên công đi tới, có một loại cảm giác trùng trùng điệp điệp, thiên uy cái thế không gì địch nổi. Mà bên này đầu của Thiên Long Vương, Tần Mục trực tiếp đối diện với thiên đạo thần thông, đột nhiên xé lá liễu ở mi tâm, con mắt thứ ba mở ra, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Thần ta đã ở chỗ U Đô. Ma khí U Đô tối tăm cường bạo tuôn ra, chỉ có một thoáng hắn dường như chìm luôn ở trong bóng tối của U Đô. Trên đỉnh đầu Tần Mục có ngọn lửa hừng hực, đó là hai sừng ma do cửu U Hoàng Tuyền hình thành. Hắn giống như là thổ bá từ U Đô đi ra, phát động đại đạo của U Đô. Đại đạo quy tắc U Đô hóa thành vô số sợi dây xích quấn trên người hắn. Tần Mục mang theo sợi dây xích, lộ ra bàn tay nghênh đón thiên đạo ấn,
Phía bên kia, uy năng của kiếm trận bạo phát, vô số phi kiếm lấy tần suất quỷ dị nhảy lên. Mỗi một chiêu đều là kiếp kiếm thức thứ hai, đề kiếp. Nhưng tất cả phi kiếm đã biến mất, xuất hiện, hình thành kiếp, vừa vặn tạo thành những trận pháp khác nhau. Kiếm đạo của hắn có tổng cộng hai trang, khai kiếp và đề kiếp, ẩn chứa cách nhìn kiếm đạo cũng không giống nhau. Tuy nhiên khai kiếp kiếm, đề kiếp kiếm vốn rất đơn giản, ẩn chứa đạo lý tuy rằng rất sâu, nhưng kiếm chiêu lại hết sức đơn giản. Hơn nữa sau mỗi lần chấp động biến thành kiếm trận, không ngờ cũng hoàn toàn khác biệt. Đây chính là kết quả sau mấy ngày hắn theo người mù học tập thành quả cải cách Duyên Khang. Cải cách Duyên Khang trên con đường trận pháp có rất nhiều thành tựu. Hơn nữa loại thành tựu này thành lập ở trên thành tựu trận pháp cơ sở của thời đại khai hoàng. Người mù chính là người góp lại trận pháp Duyên Khang, hắn chủ đạo trong con đường cải cách trận pháp Duyên Khang. Cũng có rất nhiều chí sĩ đầy lòng nhân ái, vận dụng đạo pháp cho dân sinh, cải thiện dân sinh. Tần Mục sử dụng trận pháp ở trên thần thông chiêu pháp của mình, ở đề kiếp kiếm tăng thêm trận pháp biến hóa. Ngự Thiên Tôn rơi vào trong đề kiếp kiếm trận, không ngừng biến hóa, khí thế đột nhiên thay đổi. Phía sau hắn có một đạo thần kiều lướt ngang qua không trung, nguyên thần sừng sững ở điểm cuối thần kiều trước Nam Thiên Môn. Phía sau hắn là thiên cung trùng trùng điệp điệp nổi lên, hình thành một mảnh thiên đình mênh mông với ánh sáng vàng chói lòa tràn ngập. Thiên đình 36 tầng trời, 72 tòa điện, cao nhất trong 72 bảo điện chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Nơi đó có quang diễm tầng tầng lớp lớp, cùng với vô số dị tượng bốc lên, hóa thành một vị cổ thần thiên đế đội trời đạp đất đang ngồi. Vạn đạo chí tôn, vạn đạo hợp là một. Ngự Thiên Tôn giơ tay ấn một cái, nghênh đón đề kiếp kiếm trận của Tần Mục. Kiếm trận uy năng bạo phát, nhưng uy năng kiếm trận của một đạo thần thông này nghênh đón hắn giống như rơi vào vũng bùn, vô số phi kiếm bị trói chặt, kiếm trận lập tức trở nên tán loạn. Ngự Thiên Tôn bạo phát ra thần thông, vô số phi kiếm biến thành kiếm trận bị phá thành mảnh nhỏ. Sau khi Ngự Thiên Tôn phá trận, hắn bay lên không trung, lại thấy râu rồng màu xanh của Thiên Long Vương quấn về phía hắn, nhiều lần bay sát tới bên cạnh hắn. Phía bên kia, Tần Mục đánh nát thần thông lớn thiên đạo của hắn, sau đó lập tức nghiêng người, thân thể Tần Mục đột nhiên trở nên dẹp xuống cực hạn. Hắn đứng trong đó dường như chỉ là một vạch đen dung hòa cùng với bóng tối. Râu rồng của Thiên Long Vương vù vù đi qua, không có va chạm vào hắn. Trong mắt trên cái đầu lớn Long Thiên Vương này đảo qua, đứng trước vạch đen lại không nhìn thấy được Tần Mục ở nơi nào. Một chiêu này do Tần Mục học được từ bên người Ban Công Thố, trong lúc chạy trối chết đã ngụy trang. Ban Công Thố đứng đầu thiên hạ, hắn đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất về tài ngụy trang. Đúng rồi, người còn là thần tử U Đô. Trong đầu Thiên Long Vương, Ngự Thiên Tôn nhanh chóng chạy vội đến cười nói: sử dụng đại đạo U Đô đối đầu với thiên đạo, đối với người cũng không có gì là khó khăn. Râu rồng của Thiên Long Vương bỏ qua Tần Mục, cắm về phía Ngự Thiên Tôn đang chạy nhanh ở trên đầu mình. Thân hình của Ngự Thiên Tôn giống như quỷ mị, tránh né từng râu rồng công kích. Râu rồng này lúc mềm lúc rắn, không ngờ cắm xuyên qua từng mảnh vảy rồng, lộ ra thịt thối ở dưới vảy rồng. Cùng lúc đó, phi kiếm bay tán loạn, đột nhiên gào thét bay tới. Trong vạch đen kia có một bàn tay thò ra, nghênh đón phi kiếm, vỗ một cái, độc thi ở trên kiếm bay về phía sau, lộ ra bản thể sáng ngời của phi kiếm. Đinh một tiếng, có tiếng va chạm không dứt vang lên, phi kiếm trở về biến hóa thành kiếm hoàn, bị Tần Mục nắm trong tay. Đầu của Thiên Long Vương xông lại, mở cái miệng lớn ra, thi khí tanh hôi phun ra, một miệng nuốt hết Tần Mục. Ở trong nháy mắt khi hắn ngậm Tần Mục vào trong miệng, phù văn truyền tống bạo phát. Đợi cho cái miệng lớn của hắn khép lại, ánh sáng truyền tống hiện ra, Tần Mục biến mất. Trong phút chốc, Ngự Thiên Tôn đang chạy nhanh ở trên đầu của Long Thiên Vương, đột nhiên có ánh sáng hiện ra, Tần Mục đâm một kiếm về giữa lưng hắn. Thân thể của Ngự Thiên Tôn đột nhiên thay đổi, hóa thành hình đầu chim thân người, sau đầu có hào quang như là một vòng mặt trời lớn. Mặt trời lớn chìm xuống, khiến cho một kiếm này của Tần Mục đâm vào trong hào quang của mặt trời lớn. Thanh thần kiếm này lập tức bị thiêu đốt đỏ ửng, không ngừng có nước kim loại chảy xuống. Hai chân Tần Mục phát lực, cầm kiếm đâm thẳng về phía trước. Ngự Thiên Tôn dùng sức điên cuồng chạy về phía trước. Hai người đang chạy vội trên cái đầu thi biến của Long Vương, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề. Thân thể của Tần Mục lay động, lại có hai cái đầu nhanh chóng được mọc ra, bốn cánh tay khác từ dưới nách chui ra, bàn tay thiên biến vạn hóa, cuối cùng hóa thành kiếm chỉ, từng cái điểm vào mi tâm. Kiếp kiếm thức thứ nhất, khải kiếp. Kiếm chỉ quán điểm ra, ba đạo kiếm chỉ điểm ở trên thần kiếm,
uy năng thần kiếm lập tức bạo phát. Ngự Thiên Tôn kêu rên, hào quang mặt trời bị đâm xuyên qua, đột nhiên thân thể hắn lại một lần nữa biến đổi, hóa thành một vị nữ thần. Hắn vốn đưa lưng về phía Tần Mục, lúc này hóa thành thần nữ, đồng thời đầu, thân thể, hai tay, hai chân không ngờ cũng đồng thời biến hóa phía sau, biến thành hình thái quỷ dị đối mặt với Tần Mục. Hai tay nàng giữ lấy thần kiếm đang đâm về phía ngực của mình. Trong hai tay không ngờ hình thành một vực sâu không đáy, vực sâu quy khư. Đây là vòng xoáy cực lớn điên cuồng xoay tròn trong bóng tối, sâu không lường được. Vù một tiếng, khiến cho khai kiếp kiếm của Tần Mục tiến vào trong vực sâu, kể cả Tần Mục cũng bị nuốt vào. Tần Mục bị thần thông quy khư của hắn nuốt hết, xung quanh có vô số phù văn xoay tròn. Hắn lại một lần nữa thi triển ra thần thông truyền tống bay đi. Ngự Thiên Tôn giơ tay nâng trời, vô số tinh quang trên bầu trời nổ tung, vô số ngôi sao hội tụ thành ngân hà, hóa thành thiên la địa võng. Thân hình của Tần Mục từ từ trong ánh sáng dòng chảy truyền tống hiện lên, lập tức bị thiên la địa võng treo lại. Trong lúc nhất thời, hắn không cách nào mà tránh thoát. Hắn một lần nữa thi triển thần thông truyền tống, đột nhiên có tiếng sấm rền vang, lại một lần nữa hắn lại bị thiên la địa võng treo lên. Thân hình của hắn liên tục tránh né, lại lặp lại nhiều lần bị thiên la địa võng bắt. Hai tay của Ngự Thiên Tôn tung bay, thiên la địa võng càng dệt càng kín, vô số tinh quang tập trung càng lúc càng dày đặc. Tần Mục ở trong thiên la địa võng chớp hiện không ngừng, không gian hắn có thể xê dịch lại càng lúc càng hẹp. Ai có thể tinh thông tất cả đại đạo thần thông của cổ thần? Ngự Thiên Tôn đột nhiên hóa thành Khuê Mộc Lang Tinh Quân với hình đầu sói thân người, bay lên trời, tránh râu rồng của Thiên Long Vương công kích, trực tiếp chạy về phía Tần Mục cười nói: chỉ có ta, chỉ có bộ phận thân thể này, Thiên Lang Khiếu Nguyệt. Hắn hú lên một tiếng ngân dài, trong miệng có ánh sáng hóa thành dòng nước lũ đánh về phía Tần Mục trong thiên la địa võng. Thần kiếm trong tay Tần Mục đột nhiên hóa thành một cây bút ngòi vàng. Bút ngòi vàng rơi ra, trong thiên la địa võng vẽ một cánh cửa. Hắn mở rộng cửa đi ra. Thần thông Thiên Lang Khiếu Nguyệt đánh vào trong cánh cửa, lại không có một tiếng động nào. Ngự Thiên Tôn kinh ngạc, phi thân nhảy vào trong cánh cửa cười nói: thần thông đại đạo của hạ giới càng lúc càng thú vị. Hắn vừa nhảy vào cánh cửa, râu rồng Thiên Long Vương cũng xuyên vào. Tiếp theo, râu rồng khống chế hai cánh cửa này, cái đầu lớn xanh nét của Thiên Long Vương đi trong cửa, chen hì hì nói: ta thấy các ngươi rồi. Ngự Thiên Tôn phóng người nhảy lên, hóa thành chu tước, cánh cửa mở rộng ra mấy trăm trượng. Hắn vỗ cánh tung bay, né tránh công kích của Thiên Long Vương. Lại thấy ở phía trước, Tần Mục cầm bút ngòi vàng ở trong tay, bút ngòi vàng rơi xuống, một mảnh thiên cung hiện ra. Tần Mục chạy như bay vào trong thiên cung, nét bút như dòng bay phượng múa. Hắn cần không chỉ vọt tới trước, theo ngòi bút vàng của hắn tung ra, tầng tầng lớp lớp không gian phía trước không ngừng hiện rõ. Tiếp theo, một thiên hạ ở dưới ngòi bút của hắn chảy ra, lũ lụt ngập trời từ trên cao rơi xuống, nhanh chóng lao đến chỗ của Chu Tước, Ngự Thiên Tôn biến thành. Tốc độ Chu Tước bay quá nhanh, không kịp né tránh, thân thể đột nhiên xoay tròn. Đợi cho tới lúc thiên hạ vọt tới trước mặt, hắn đã từ Chu Tước hóa thành huyền vũ, huyền quy rít gào, đạp sông rời đi, rắn vòng quanh thân, cánh chim vỗ mạnh khiến cho tốc độ nhanh hơn. Mà phía sau hắn, cái đầu lớn thi biến của Thiên Long Vương đã bị thiên hạ trùng kích, trên gương mặt đầy nước. Thiên Long Vương giận dữ, mở cái miệng lớn dùng sức hút một cái, thiên hà từ cổ của hắn chảy ra. Thiên Long Vương mở cái miệng lớn ra, dọc theo nước sông vọt tới trước. Ngự Thiên Tôn sắp đuổi kịp Tần Mục, đột nhiên chỉ thấy Tần Mục vẽ ra một thiên tòa. Hắn lao vọt tới nhảy vào bên trong thiên tòa, hai đầu thiên tòa đều nhọn, vù vù bay lên. Bên trong thiên tòa, Tần Mục cầm bút múa, một vị thần trì với bá thể khổng lồ xuất hiện dưới ngòi bút của hắn. Đó là Thiên Đế. Thời điểm Tần Mục vẽ được mắt của Thiên Đế, vén mắt Thiên Đế lên, ngồi thiên tòa vọt vào. Ngự Thiên Tôn vừa muốn cùng hắn lọt vào, lại phát hiện đã va chạm vào phía trên mắt của Thiên Đế. Người đâu? Trong lòng Ngự Thiên Tôn thầm cả kinh. Phía sau, cái đầu lớn của Thiên Long Vương đã vọt tới. Thân hình Tần Mục xuất hiện ở trong quan tài treo. Hắn thả người nhảy xuống thiên tòa. Khi xoay người lại, chỉ thấy phía sau hắn có một bức thiên cung đồ dựng đứng ở trong bóng tối, chớp động ánh sáng u ám. Tần Mục vung bút trong tay, bút hóa thành kiếm hoàn. Tiếp theo, kiếm hoàn bắn ra, hình thành kiếm hải mênh mông, bố trí ở xung quanh thiên cung đồ. Thân thể của Tần Mục thoáng lắc một cái, hóa thành hình thái thần tử Udo, bóng tối ngập tràn. Hắn đưa bàn tay ra, nắm lấy thiên cung đồ, dùng sức run lên, không gian bên trong lập tức chôn vùi. Thiên cung đồ bị chôn vùi, đồng thời uy năng kiếm trận bạo phát,
trong kiếm trận truyền đến tiếng gào thét của Thiên Long Vương và Ngự Thiên Tôn. Kiếm quang như nước thủy triều dâng lên điên cuồng, bao phủ lấy bọn họ. Nhưng hai người này ở trong kiếm quang như ẩn như hiện, gần phá được trận. Đột nhiên, đầu lớn thi biến của Thiên Long Vương lao ra khỏi kiếm trận, nhanh như chớp, một đường không biết tới đâu. Ngự Thiên Tôn theo sát phía sau Thiên Long Vương, mà hắn vừa lao khỏi kiếm trận, đột nhiên thân thể cảm giác cứng đờ, nhận được sát ý phía sau. Hắn xoay người lại, chỉ thấy thiên hà phía sau lưng Tần Mục đổ nát, thiên cung như ẩn như hiện. Nguyên thần của Tần Mục đứng ở trên thiên hà, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, chân đạp thiên hà từ trên bầu trời lao nhanh xuống, một kiếm kéo tới. Thời điểm Ngự Thiên Tôn nhìn thấy được một đường kiếm quang này đã đi tới mi tâm của hắn. Đợi tới khi hắn rõ hoàn cảnh, nguyên thần của Tần Mục đã một kiếm đâm thủng đầu hắn, xuất hiện phía sau hắn. Các bạn vừa nghe xong tập số 194 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các